Chúng ta cùng nhau bước vào cái bài học thứ 12 trong chương trình vật lý của lớp 10. Ta sẽ tìm hiểu về lực đàn hồi của lò xo và nội dung của định luật Hooke. Phần 1 là bài ta tìm hiểu lý thuyết về đàn hồi. Ta học về lực đàn hồi của lò xo. Vậy thì cái vấn đề đầu tiên mà ta cần phải giải quyết đó là cái tính đàn hồi nó là cái gì? Một số cái vật như là xo này hay là những cái vật làm từ cái vật liệu là cao su chẳng hạn thì nó có đặc tính thế này: khi ta tác dụng lực lên nó thì hình dạng của nó bị thay đổi, nhưng khi ta ngừng không tác dụng lực lên nó thì nó lại trở về với cái hình dạng ban đầu. Thì những vật như vậy ta nói rằng nó có tính đàn hồi. Cái ông ghi tóm tắt thế này: khi thì suy ra là vật bị thay đổi hình dạng, hay ta nói là vật bị biến dạng. Còn khi ngừng không có dung lực nữa thì lúc đó vật đã trở về với cái hình dạng ban đầu. Thời gian ban đầu đấy, những cái vật mà có cái tính như vậy ta nói là nó có tính đàn hồi. Như các bạn thấy này, trên tay thầy đã có cái lò xo nhé, ban đầu nó có chiều dài tự nhiên là không thế này, nhưng mà thầy kéo nó ra thì nó giãn ra, nhưng thầy ngừng không kéo nữa thì nó lại co về cái chiều dài tự nhiên ban đầu, hoặc thầy ngừng nén nó lại thì chiều dài nó ngắn đi này, tức là nó đã bị biến dạng này. Khi tay thầy buông tay ra này thì lò xo lại trở về cái hình dạng như ban đầu, có chiều dài như lúc ta chưa tác dụng lực. Đó, thì những cái vật có tính chất như vậy ta nói rằng nó có tính đàn hồi. Thứ hai, ta tìm hiểu về cái độ biến dạng của vật liệu đàn hồi, và cụ thể là của lò xo. Nội dung của cái bài học này ta tìm hiểu về lực đàn hồi của lò xo. Đấy. Thế nên là khi nghiên cứu về cái tính đàn hồi cũng như biến dạng thì ta sẽ tập trung chủ yếu vào lò xo thôi. Các bạn thấy này, ban đầu lò xo đang có chiều dài tự nhiên L0, nếu thể kéo giãn nó ra thì nó giãn ra một cái đoạn delta L, nó lò xo lúc này có cái chiều dài delta L đó, tức là nó đã giãn thêm một cái đoạn là delta L bằng L trừ đi L0. Hoặc nếu thể nén nó lại thì lúc này lò xo có chiều dài là L và nó bị biến dạng đoạn là L0 trừ đi L. Và vì vậy để cho nó thống nhất thì người ta lấy cái độ biến dạng là delta L bằng trị tuyệt đối của L trừ L0. Cái lý do là bởi vì khi ta kéo giãn ra thì L lại lớn hơn L0, còn khi ta nhắn ra thì L lại nhỏ hơn L0. Và để thống nhất thì chúng ta lấy độ biến dạng bằng trị tuyệt đối của L trừ L0. Trong đó L, như thầy vừa giải thích đấy, nó chính là cái chiều dài của vật, cụ thể là của cái lò xo khi có lực cao su. Còn L0 là chiều dài ban đầu, tức là chiều dài khi không có lực tác dụng nên là xo, thì ta gọi đó là cái độ biến dạng của lò xo. Thứ ba, ta tìm hiểu về giới hạn đàn hồi. Nghĩa là thế này các bạn, ban đầu thì có cái chiều dài, có cái lò xo có chiều dài là L0, thì kéo giãn nó ra đến mức đến L đó. Thế nhưng mà có câu chuyện đặt ra là nếu thì kéo giãn quá mạnh thì lò xo sẽ không trở về với cái hình dạng ban đầu được nữa, tức là nó không có cái tính đàn hồi. Hay nói cách khác là nếu em kéo giãn lò xo ra thì em chỉ
nên cho nó biến dạng đến một cái giới hạn nào đó thôi. Khi cái độ biến dạng nó vượt quá cái giới hạn đấy thì lò xo không còn tính đặc hữu nữa. Tôi nói thật là nếu delta là vượt quá một cái giới hạn nào đó, tức là ta làm cho lò xo có cái độ biến dạng vượt quá cái mức cực đại nào đó, ta gọi là delta là max, thì sao? Thì lò xo sẽ không trở về cái hình dạng ban đầu nữa, hay nói cách khác là lò xo không có tính đặc hữu. Thì cái delta là max này được gọi là giới hạn đặc hữu của lò xo, và cái giá trị delta là max này không cố định các bạn, nó tùy thuộc vào từng lò xo, mỗi lò xo sẽ có một cái giới hạn khác nhau đấy. Ta bước sang cái vấn đề thứ tư, đấy là lực đặc hữu của lò xo. Bây giờ thì có một cái lò xo này, một đầu thì bộ cố định và một đầu thì bị kéo nó ra. Tiếp nhận thế này, tay thể kéo nó ra với một lực theo phương ngang này, chiều từ trái sang phải. Thì lò xo có xu hướng kéo ngược trở lại để trở về cái hình dạng ban đầu. Đây chính là lực đặc hữu. Vậy nhận thấy lực đặc hữu có tính chất gì? Nó có đặc điểm là ngược chiều với cái lực kéo và có độ lớn đúng bằng độ lớn lực kéo. Thì nhắc lại này, lực đặc hữu của lò xo thì cùng phương nhưng ngược chiều với cái lực kéo, có độ lớn đúng bằng độ lớn của lực kéo. Ngược lại, em nhận thấy này, nếu mà chúng ta nhắm cái lò xo, giả sử tiền nhắm đó theo chiều từ phải sang trái như thế này, thì lúc đó ấy, lò xo có xu hướng trở về cái hình dạng ban đầu, tức là nó có xu hướng đẩy cái ngược cái tay trở lại. Thì lực đặc hữu cũng có phương đẳng ngang mà đi theo chiều từ trái sang phải. Như vậy trong trường hợp này nó cũng ngược chiều với cái lực kéo. Nói một cách tổng quát là lực đặc hữu cùng phương nhưng ngược chiều với cái lực và tác dụng, tức là với ngoại lực, và có độ lớn đúng bằng cái độ lớn của cái lực và tác dụng, hay là độ lớn của cái ngoại lực. Em nhớ cho thầy điều đấy nhé. Đấy là lực đặc hữu của lò xo. Ta vừa xét xong yếu tố về phương và chiều của lực đặc hữu, có một cái yếu tố rất quan trọng nữa, đấy là độ lớn của lực đặc hữu. Ta sang vấn đề số 5, đấy là nội dung của cái định luật Hooke. Hooke là nhà vật lý học người Anh, tên đầy đủ của ông ấy là Robert Hooke, và khi phiên chuyển sang tiếng Việt ta viết thành Hooke cho nó dễ đọc. Hooke mới làm thí nghiệm một cách rất tỉ mỉ, và ông ta nhận thấy thế này: lực đàn hồi tác dụng lên là xong đấy, thì tỷ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo. Có nghĩa là gì? Khi ta kéo lò xo ra với một cái lực khác ở đây, thì qua nhiều lần làm thử nghiệm cũng có nhận thấy là giữa F và delta L có sự tỷ lệ thuận với nhau theo một cái hệ số tỷ lệ K và đấy tùy thuộc vào từng lò xo. Và ta phát biểu cái nội dung của định luật Hooke thế này: trong giới hạn đặc hữu, thì lực tác dụng nhân bản, độ lớn của lực tác dụng nhân bản, độ lớn của lực tác dụng nhân bản, như chúng ta đã biết đấy, độ lớn của lực tác dụng nhân bản thì cũng có độ lớn đúng bằng độ lớn của lực đặc hữu hay độ lớn
thì tỷ lệ thuận với độ biến dạng của bạn. Có nghĩa là như thế này các bạn. Thầy giả sử trên tay thầy đã có cái lò xo nhé, thầy kéo nó ban đầu nó có trường giải tự nhiên lên là không này. Đó, nếu thầy kéo ra với một lực 1 newton thì nó giãn ra thêm 1 cm. Vậy nếu như thầy kéo ra với một lực là 2 newton thì em hiểu là khi đó nó sẽ giãn ra thêm 2 cm. Nếu thầy kéo ra với một lực là 5 newton thì nó sẽ giãn ra thêm 5 cm. Đó, tức là delta L tương ứng sẽ là 5 cm. Tức là khi F tăng lên bao nhiêu lần thì delta L cũng tăng lên bấy nhiêu lần. Nhưng nhớ như thế là điều này chỉ đúng trong cái giới hạn là thôi. Tức là nếu delta L tăng lên quá một cái giới hạn nào đó thì nội dung của định luật không còn đúng nữa. Đó, tức là bởi vì sao? Bởi vì khi đó là sao không còn cái tính đạt hồi nữa. Đó. Thì các bạn này, công thức của định luật là F bằng K nhân với delta L, và phát biểu rằng là trong cái giới hạn là thôi thì sao? Thì độ lớn của lực tác dụng thế bật, tức là cái lực tay ta kéo hoặc là ta ném đấy, thì độ lớn của nó cũng bằng độ lớn của cái lực đàn hồi của lò xo, thì có đặc tính là nó tỷ lệ thuận với độ biến dạng của bạn. Tức là kéo ra với lực lớn bao nhiêu hay là ném vào với cái lực lớn bao nhiêu thì độ biến dạng sẽ tăng lên tương ứng với nhiêu và ngược lại. Đấy là nội dung của định luật hút. Trong cái công thức định luật hút, chúng ta đã nhìn thấy cái K, cái hệ số biểu diễn K. Vậy K nó có ý nghĩa gì? Ta bước vào cái đợt sóng này, ta tìm trở về độ cứng của lò xo. K là cái hệ số tỷ lệ giữa F và delta L. Như ở cái ví dụ vừa thấy là khi lực là 1 newton thì lò xo giãn ra thêm 1 cm, khi lực là 2 newton thì nó giãn ra thêm 2 cm, khi lực là 3 newton thì nó giãn ra thêm 3 cm. Như vậy ở đây là có cái sự tỷ lệ 1:1. Đấy, có thể có một cái lò xo khác như thế này, khi ta tác dụng vào nó một lực là 1 newton thì nó lại giãn ra 2 cm. Có nghĩa là khi ta tác dụng vào lực 2 newton thì nó phải giãn ra 4 cm, khi tác dụng vào 3 newton nó phải giãn ra 6 cm. Vậy cái hệ số tỷ lệ K ở đây phải bằng chỉ bằng 2. Đấy, nó tùy thuộc vào cái từng cái lò xo khác nhau. K là hệ số tỷ lệ và đặc trưng cho từng lò xo. K là hệ số tỷ lệ và phụ thuộc vào từng lò xo. Tức là mỗi cái lò xo khác nhau lại có cái hệ số K khác nhau. Bây giờ ta nghiên cứu về cái đơn vị của K nhé. Em nhận thấy thế này, K thì có đơn vị tính là newton, delta L là chiều dài mà, có đơn vị tính là mét. Nếu vậy thì xét về đơn vị này, đơn vị của lực là newton thì bằng đơn vị của K nhân với đơn vị của delta L là mét. Nếu vậy thì K sẽ có đơn vị là newton trên mét. Thì các bạn, đơn vị của K được suy ra từ công thức K bằng, xin lỗi, F bằng K nhân delta L. F có đơn vị là newton, delta L có đơn vị là mét, thì dẫn đến K sẽ có đơn vị là newton trên mét. Ta ghi chú là K là hệ số tỷ lệ phụ thuộc vào từng lò xo và có đơn vị là newton trên mét. Có một vấn đề này, thế tại sao đặt cho cái hệ số tỷ lệ K là độ cứng của lò xo? Các em hình dung này, giả sử cái lò xo này của thầy, nếu như thầy kéo ra một lực là 1 newton, nó giãn ra 1 cm. Nhưng có cái lò xo to hơn thì không dễ hình dung cho thầy này. Lúc đó nếu như thầy kéo ra
với một lực là 1 Newton thì nó giãn ra 0,5 cm thôi. Như vậy là với cái ban đầu chúng ta có nhắc là 1 tức cao 1 nhân với delta là với cái trường hợp thứ hai đấy, chúng ta có nhắc là gì? Những cái lò xo thứ hai là bằng 0,5 nhân với delta là thì xin lỗi, có cái nhầm ở đây. Với cái lò xo ban đầu nhé, có F bằng 1 nhân với delta là, tức là cứ kéo 1 Newton thì nó giãn ra 1 cm, tức là kéo được 2 Newton nó giãn 2 cm, kéo 3 Newton nó giãn 3 cm, tức là giữa F và delta là có tỷ lệ là 1. Còn cái lò xo thứ hai này cũng kéo được 1 Newton thì nó giãn ra 0,5 thôi đấy, tức là lực này gấp đôi delta là, tức là F bằng 2 nhân với delta là ứng với cái lò xo. Vậy quan sát cái lò xo thứ nhất với cái lò xo thứ hai ấy, thì mình sẽ nhận thấy là cái lò xo thứ nhất kéo một lực 1 Newton giãn là 1 cm, lò xo thứ hai cũng lực 1 Newton nhưng chỉ giãn được có 0,5 cm thôi. Điều này có nghĩa là gì? Là cái lò xo thứ hai nó cứng hơn do nó kéo khó hơn, làm cho nó giãn lại khó hơn, nói một cách đơn giản như vậy. Như vậy là cái lò xo thứ hai có K lớn hơn so với lò xo thứ nhất, và thực tế là ta kéo nó giãn ra một cách khó khăn hơn. Vậy lúc nào là lò xo là có K càng lớn thì càng cứng hơn, nên ta gọi K là độ cứng của lò xo. Do lò xo diễn đạt một cách đơn giản cho mình hiểu này, K khó giãn. Em nhớ là cái cách diễn đạt này nó có thể là không đúng về mặt khoa học lắm, nhưng thể nói một cách nôm na như vậy cho nó gần gũi với đời sống thì em sẽ hiểu nhé. Do lò xo là lò xo càng khó giãn thì suy ra k càng lớn, thế nên K được gọi là độ cứng của lò xo. K được gọi là độ cứng. Đấy, cái phần ghi chú này để diễn đạt nôm na ra chứ, để cho hiểu tại sao người ta lại gọi K là độ cứng của lò xo thôi. Ta sang đến cái vấn đề số 7 nữa này. Vấn đề số 7 đến là ghép nối các lò xo với nhau. Vì cái lý do nào đó mà trên thực tế người ta cần ghép các lò xo với nhau. Thì giả sử thế này, trường hợp thứ nhất là người ta ghép nối tiếp hai lò xo. Một lò xo thứ nhất có độ cứng là K1, lò xo thứ hai có độ cứng là K2 đã biết. Vậy nếu như bây giờ chúng ta ghép nối tiếp hai cái lò xo này lại với nhau, đây là lò xo có độ cứng K1 nối tiếp với lò xo có độ cứng K2, như vậy hai lò xo này sẽ trở về như là một cái lò xo. Vậy cái lò xo mới được tạo ra có độ cứng K bằng bao nhiêu? Nếu như ta biết K1 và K2 thì K sẽ được tính như thế nào? Thì em nhớ trên thầy công thức này, lúc đó lò xo mới sẽ được có độ cứng được tính theo công thức là 1 trên K và 1 trên K1 cộng với 1 trên K2, hay viết là thành K là gì? K bằng K1 nhân K2 chia cho K1 cộng K2. Bây giờ thầy chứng minh cho các em biết cái lý do tại sao chúng ta lại có cái công thức này. Bây giờ giả sử ta tác dụng vào cái hệ lò xo này một từ nhé. Tiếp một cách gần đúng, ta tạm coi là khối lượng của các lò xo là không đáng kể. Nếu vậy thì lò xo K1 cũng chịu tác dụng một cái lực là bằng F, lò xo K2 cũng chịu tác dụng lực là F, và hệ của hai lò xo này cũng chịu tác dụng lực đúng bằng F.
độ biến dạng của nó sau k một, tức là cái độ giãn của nó đấy là delta l một. Còn l sau k hai á bị giãn một cái bằng là delta l hai. Thế thì xét riêng từ l sau một thì ta sẽ thấy là f sẽ bằng gì? K một nhân với delta l một. Với cái l sau thứ hai thì f sẽ bằng k hai nhân với delta l hai. Còn đối với cái hệ l sau này, lực tác dụng đến nó cũng là F, thì là K nhân với delta. Thế em sẽ nhìn thấy đây, từ đây ta sẽ có là delta là một thì bằng gì? F chia cho K một, delta là hai thì bằng gì? F trên K hai. Nhưng dưới thì là delta L thì lại bằng F trên K cộng bằng delta L một cộng delta L hai. Em thấy này, nếu cái lò xo này giãn ra một đoạn delta L1, lò xo thứ hai này giãn ra một delta L2 thì suy ra là hệ gồm cái lò xo này giãn ra một đoạn delta L1 cộng delta L2. Thế nên ta biết có nhá, trên K chính là delta L bằng delta L1 là F trên K1 cộng với F trên K2, hay ta có 1 trên K bằng 1 trên K1 cộng 1 trên K2. Bằng cách chia cả hai đấy cho em nhé, thì em sẽ làm công thức này, chính là cái tập hợp tính chứ ở đây. Em nhớ là trong bài tập em có quyền áp dụng công thức này ngay, không cần phải chứng minh nữa. Ở đây thì chỉ chứng minh cho em hiểu thôi. Tôi sẽ đưa cái kịch bản này khác. Đấy là song song hai là song có cùng chiều dài, người ta có thể ghép song song hai cái lò xo. Đây là lò xo thứ nhất này, đây là lò xo thứ hai, chúng có cùng chiều dài, thì ghép song song với nhau như thế này thành một cái lò xo. Vậy lò xo thứ nhất có độ cứng là K1, lò xo thứ hai có độ cứng là K2 đã biết, thì hai cái lò xo này khi ghép song song với nhau sẽ được coi như là một cái lò xo mới, và cái lò xo mới đó có độ cứng là K. Vậy K sẽ được tính như thế nào? Thì K lúc đó sẽ bằng K1 cộng với K2. Tức là khi ghép song song hai cái lò xo có cùng chiều dài sẽ ra được những lò xo mới và có độ cứng bằng tổng độ cứng của hai cái lò xo ban đầu. Thế bây giờ ta sẽ chứng minh, giả sử ta tác dụng vào nó một cái lực là F nào. Thế thì em sẽ nhận thấy lúc này là lực F tác động lên K1 và F tác động lên K2. Nhưng mà lực tác dụng lên K1 cộng với lực tác dụng lên K2 mới bằng tổng cái lực F này. Thế thì lực tác dụng lên K1 ta gọi là F1 thì bằng K nhân với delta L. Em nhớ là khi ghép song song này thì độ giãn của hai lò xo sẽ giống nhau ở hệ của delta L, và cũng là bằng độ giãn của cái lò xo tổng, tức là cái lò xo của số K. Lực ghép hai thì bằng gì? Tức là lực tác dụng lên cái lò xo K2 đấy, K2 nhân với delta L. Còn lực ghép tổng hợp tác dụng lên hệ lò xo là K nhân với delta L. Nhưng mà do F thì lại bằng F1 cộng với F2, điều này tương đương với gì? K nhân với delta L thì bằng K1 nhân với delta L cộng K2 nhân với delta L. Để chia cả hai vế cho delta L, em sẽ được K bằng K1 cộng với K2. Thì em nhớ trên này công thức này là khi ghép hai lò xo có cùng chiều dài thì được một cái lò xo mới có độ cứng bằng tổng độ cứng của hai lò xo. Còn khi ghép nối tiếp thì sẽ được một cái lò xo mới có độ cứng được tính theo công thức này. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu về cái sự ghép nối các lò xo với nhau. Ta sang đến cái phần số 8 này về ứng dụng của lò xo.
lò xo được ứng dụng trong thực tế vào đâu? Trong các cái hệ giảm sóc của một số cái thiết bị máy móc. Và các em nhận thấy là khi các em đi xe đạp hoặc đi xe máy đó, thì cái xe đạp điện của em khi đến trường luôn luôn có cái giảm sóc, có bộ phận giảm sóc. Đấy. Thế lò xo còn được ứng dụng vào đâu nữa? Ta ghi chú thứ nhất là nó ứng dụng vào các cái hệ giảm sóc. Và một số cái chi tiết máy móc khác. Đấy. Cái ứng dụng nữa đấy là ứng dụng trong cân. Cân khối lượng đấy. Thì nó rõ hơn. Lúc này ta phải cân. Phải cân cái khối lượng chứ không phải là cân cái đại lượng nào khác. Thế tại sao mà sau lại ứng dụng vào để cân khối lượng của bạn? Thì như em biết nội dung của định luật Hooke nói rằng là trong cái giới hạn đàn hồi đấy thì lực tác dụng nhân vật sẽ tỷ lệ thuận với độ biến dạng. Thế nên ban đầu người ta có một cái lò xo có chiều dài tự nhiên là em là không treo một đoạn có khối lượng em vào vào thì nó giãn thêm một đoạn này nên là đấy. Rồi đây người ta căn cứ vào cái độ biến dạng đen ra là này, người ta có thể suy ra khối lượng của bạn. Thế lấy ví dụ này, giả sử nhé, có một lò xo có chiều dài của L không, người ta đưa vào đây một vật có khối lượng chuẩn đã biết trước là 1 kg, thì nhận thấy là lò xo giãn thêm một đoạn tại đây là 2 cm. Điều này có nghĩa là nếu đưa một cái vật khác và làm cho lò xo giãn ra tên là bằng 4 cm, thì lúc ấy ta hiểu là độ giãn của lò xo đã tăng lên gấp đôi, cũng có nghĩa là khối lượng của bạn cũng tăng lên gấp đôi. Là do đâu? Do trọng lực của nó tăng lên gấp đôi nè, khối lượng tăng lên gấp đôi, P và G nè, thì trọng lực tăng lên gấp đôi, tức là tác dụng của lò xo tăng lên gấp đôi. Vì vậy mà khi nhìn vào độ biến dạng nè, thì người ta có thể suy ra được cái khối lượng của bạn. Thế thì nếu ví dụ bây giờ treo một cái vật khác vào mà nó giãn ra thêm có delta L bằng 0.5 cm. Đấy, ban đầu treo một vật đã biết trước là 1 kg thì thấy nó giãn ra cm. Bây giờ một cái vật nào đó khác thì nó giãn ra thêm 0.5 cm. Thì lúc này ta hiểu là khối lượng của vật này là 0.5 kg. Đấy chính là nguyên lý hoạt động của cân. Vậy là ta kết thúc cái lý thuyết về lực đàn hồi của lò xo và nội dung của định luật Hooke. Sau cái kết học này thì thầy sẽ hướng dẫn các em giải những cái bài tập cơ bản trong sách giáo khoa, sau đó đến các cái bài tập trong sách bài tập này, rồi tiếp theo nữa thầy sẽ hướng dẫn một số em giải những cái bài tập nâng cao về cái chủ đề này.